Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình cà phê sáng cuối tuần ngày chủ nhật ngày hôm nay và kính thưa quý vị, quý vị gặp gỡ cho Lê Thái và Như Huyền phần này phần cuối thưa quý vị. đầu tiên trước khi mà bắt đầu bản tin này thì em sẽ đưa lên một cái tấm hình và quý vị cũng sẽ xem được cái tấm hình này thưa quý vị và quý vị xem đoán người này là ai chị biết không Michael Jackson dạ vâng Lúc đây là giờ... uh, đây là nhìn là biết mình, Michael Jackson dạ. là tiêu, biểu dạ, tiêu biểu rồi tiêu biểu rồi nhưng mà thật sự là chị Như Huyền đã sai rồi và quý vị uh, và lên thấy wow. có nghĩ là một số quý vị cũng đã sai khi mà nhận định đây là Michael Jackson giống <laughs> dạ, Michael Jackson gì uh, đây không phải là Michael Jackson thưa quý vị đây là một cái người đàn ông mà rất là nổi tiếng thế giới và anh tên là uh, uh, Fabio Fabio Jackson À, nhiều người người ta vẫn làm anh là michael jackson và người ta thường chỉ trích anh là anh cố tình anh làm cho giống michael jackson và anh bằng cách anh đi giải phẫu thẩm mỹ hoặc là anh anh trang điểm và anh cố gắng anh làm những cái cách để mà anh giống michael jackson giống thần tượng của anh cũng như là giống một cái ngôi sao nổi tiếng một huyền thoại của cả thế giới nhưng thật sự thưa quý vị anh fabio jackson này là một trong những cái người mà giống michael jackson nhất trên thế giới mà người ta nói rằng là anh hoàn toàn không có can thiệp về phẫu thuật thẩm mỹ và anh cũng đưa ra những cái tấm hình mà lúc anh còn nhỏ khi mà anh còn rất là bé và thời trung học của anh là anh đã giống michael jackson rồi thưa quý vị và bị nhiều người cáo buộc là uh, giống michael jackson và cố tình sửa để cho giống michael jackson thành ra anh uh, fabio này đã đưa ra những cái tấm hình mà anh từ thời mà anh còn ở uh, thời phổ thông và kính thưa quý vị fabio jackson năm nay là anh 28 tuổi và có một cái lượng lớn những người theo dõi trên mạng ta, xã hội cũng như là trên tài khoản instagram hay là twitter và hiện nay thì anh đang sống ở nước anh và kiếm sống nhờ làm bản sao của ông hoàng Nhạc Pop quá cố uh, Fabio là một trong những người mà bị buộc tội là giả mạo và uh, người ta nói anh là trải qua phẫu thuật thẩm mỹ để cho giống hệt uh, Michael Jackson uh, và trước những lời cái chỉ trích này thì mới đây Fabio đã đăng lên tài khoản tiktok của mình gồm 1,7 triệu người follow uh, đoạn video ảnh cứ thời mà anh còn thơ ấu thưa quý vị và khẳng định là anh chưa bao giờ dùng đến dao kéo và giống ông Hoàng Nhạc Pop một cách tự nhiên và theo Fabio thì anh bắt đầu trông giống với Michael Jackson từ khoảng anh 11 tuổi và chưa từng trải qua một cái thủ thuật nào để chỉnh sửa ngoại hình của mình cho giống cái thần tượng của mình anh nói rằng là tôi nhận được những cái lời so sánh với michael jackson từ khi mà tôi còn từ thời đi học trung học wow. rồi lên cao đẳng cho đến khi mà tôi lên đại học và bây giờ chúng xảy ra thường xuyên hơn và tôi thậm chí từng bị chế giễu vì giống quá giống đi michael jackson và thả khoảng thời gian đó là khoảng quá thời gian vô rồi. cùng khó khăn đối với fabio thưa quý vị và như quý vị cũng đã thấy thì trong cái video hoặc là trong những tấm hình mà lê thái gọi đến quý vị thì anh hoàn toàn rất là giống michael jackson từ cái mũi cái mắt cái miệng và đây là một cái tấm hình mà quý vị thấy là giữa Michael Jackson thiệt và Fabio Jackson ừ. hai người giống nhau như đúc vậy và có đôi mắt cũng như cái mũi cũng như cái miệng và hoàn toàn cái mũi anh cũng không có chỉnh sửa gì luôn cái mũi anh hoàn toàn không qua thủ thuật nào cả wow. và khi đi lại trên phố thì mọi người thấy anh gọi lại rồi chụp ảnh rồi chụp ảnh ở Anh quốc thì họ rất là vui khi mà thấy anh và cảm ơn như là anh có một cái gì đó giống ngoài hình với cái thần tượng của họ mặc dù là nó hoàn toàn tự nhiên và bây giờ thì người ta lại thấy gương mặt của anh giống như là một cái người nổi tiếng và anh bằng cách là anh cân bằng mọi chuyện từ cách mà anh đi đứng hoạt động và trong cách sống của anh anh cũng cố gắng trở thành một cái người có ảnh hưởng tốt trên thế giới và anh nói rằng là anh không coi mình là fan lớn của Michael Jackson nhưng anh đánh giá cao cái người đàn ông đó và cách mà ông ấy đã làm cho thế giới này đổi đổi mới qua âm nhạc và bình thường thì anh khá xấu hổ bởi vì cái ngoại hình của anh thì giống Michael Jackson thành ra uh, nhiều khi yeah. anh biểu diễn hoặc nhảy múa anh được thỏa sức sáng tạo thì người ta lại nói là anh cố tình à, anh học tập trước. và bắt chước uh, cái thần tượng của uh, thần tượng của cả một cái thế giới và quý vị xem đây là một số hình ảnh mà lại Thái gửi đến quý vị về người cái đàn ông về người đàn ông này đây là một cái tấm hình mà của Fabio Giống Fabio Jackson, Jackson trên Instagram. Wow. Quý vị thấy không, một cái người cái đó mới ít giống hơn cái đầu tiên. Dạ vâng đó. thì so... cũng có một số ảnh rất là rất cái là giống và một giống số là không có giống, yeah. không giống nhiều lắm nhưng mà thật sự là cũng là 90-95% phần nhưng mà những cái tấm ảnh thì hoàn toàn giống như là một phần trăm vậy thưa quý vị. Yeah. Quá Đây giống. là những cái tấm ảnh của anh Fabio Jackson mà hiện nay anh là người giống Michael Jackson nhất trên toàn thế giới. Yeah. Cảm ơn người Thái. Đầu tiên như mới nhìn thưa quý vị đó như tưởng là Michael Jackson 100% phần trăm lúc mà nhìn xa <cười> <cười> trong màn hình và bản tin kế tiếp đó là một trong những bản tin mà nhà khoa học họ đã tìm hiểu trong cái não bộ của con người để mà cái lý do mà có cái sự mỉa mai thưa quý vị quý vị cũng thấy khi mà còn con nít hầu hết những đứa con nít nó không có nói chuyện mỉa mai nhiều tức là nói một đường thì là mỉa mai tới một chuyện khác nhưng mà hầu như từ 2 tuổi con nít từ 1 tuổi tới 5 tuổi không biết điều đó trừ khi cha mẹ hay nói chuyện mỹ mai và hay nói chuyện châm biếm tức là humor một chút thì có nhiều đứa con nít mà nó thông minh mà nó rất là lanh thì nó biết điều đó còn lên tới cái tuổi mà tới tuổi teen rồi á 15 16 tuổi thì dĩ nhiên là nó có biết châm biếm, nói chuyện có không không thì có nhưng mà đùa giỡn mà thôi. Nhưng thì những nhà khoa học họ đã tìm hiểu những cái lý do tại sao mà những người họ thích đùa cợt và nói châm biếm thì cái vấn đề là họ nói có nên lo lắng khi những cái đứa trẻ khi còn nhỏ đã biết cách nói châm biếm mà không thì đây là một trong những cái vấn đề mà những nhà khoa học họ đưa tới. Và họ thường nói rằng chúng ta thường nghe cái câu thơ vần điệu của Oscar Wilde. À, ông ta nói rằng châm biếm là mất thấp nhất của sự lên lợi nhưng mà đã quên mất cái vé sau nổi tiếng của câu thơ đó là những cái câu thơ mới là thứ hoàn thiện đã được hoàn thiện và phát ngôn của ông đó là nhưng là mất thường đẳng nhất của trí thông minh khi mà À, dùng những cái châm biến. Cụ thể, cha mẹ hoặc giáo viên của các lớp cấp 2 có thể thấy rất khó tin rằng lối chơi chữ này lại là biểu hiện trí tệ, linh hoạt và sáng tạo của những đứa trẻ. Vậy đây... Và các nhà khoa học họ đã chỉ ra rằng sự châm biếm đòi hỏi não bộ phải liên tưởng rất nhiều thứ mới đưa ra được một cách diễn đạt ý tưởng theo cái lối mỉa mai. Làm việc này đòi hỏi nhiều năng lượng trí óc hơn so với những câu nói bình thường theo nghĩa đen và mặc dù thường bị coi là lời nói khó nghe của đám trẻ mới lớn châm biếm, thật ra là bằng chứng của sự trưởng thành và thật sự là cần khá nhiều thời gian để bộ não đang phát triển của trẻ em có thể tiếp thu và hoàn thiện cái kỹ năng này. Và việc này quả là không hề dễ chút nào. Nhà nghiên cứu tâm lý ngôn ngữ học tại Đại học Calgary cho biết rằng châm biếm giúp chúng ta có thêm sắc thái cần thiết trong việc tương tác với người khác làm nhẹ bớt đi những lời xúc phạm hoặc thêm một chút chiêu trọt vào lời khen quá mức còn có cả một số bằng chứng cho thấy nó còn giúp ta trở nên sáng tạo hơn và nó cũng có thể giúp ta giải tỏa những cảm xúc tiêu cực khi mà buồn phiền và Bestman được thuyết phục bởi những tầm quan trọng của sự châm biếm đến mức bà thiết kế các chương trình đào tạo cho những người mà kém nhạy cảm trong việc nhận biết sự châm biếm ẩn trong ngôn ngữ của nghĩa đen trong một nghiên cứu điển hình, một đứa trẻ được xem cảnh một con rối có tên là Jane đang được đình vẽ bông hồng nhưng làm hỏng lung tung hết. Thì đứa trẻ nói bạn là một họa sĩ tài ba, con rối có tên là En và bạn Jane đã nói cái điều đó. Hoặc chúng xem một con rối có tên là Sam làm trong cỏ khu vườn và xong việc rất là nhanh thì nó lại nói rằng bạn làm việc thật là dở tệ nhìn chung trẻ em dưới 5 tuổi không có khả năng nhận ra sự giễu cực trong những câu nói này và thường thì chúng nghĩ, hiểu theo nghĩa đen nhiều hơn và ngay cả khi chúng bắt đầu nhận ra những câu nói này chứa đựng một ý nghĩa khác chúng vẫn gặp khó khăn trong việc hiểu rõ những sắc thái này và chúng có thể nghĩ rằng ai đó đang nói dối à, việc hiểu sự châm biếm là một phần của à, khiếu, có khiếu và hài hước sẽ đến sau cùng trong quá trình phát triển của khả năng châm biếm ở trẻ. Điều này được phát triển khá muộn ở trẻ trung bình từ 9 20 10 tuổi. Và một vài yếu tố khác có thể bao gồm từ vận và các biện pháp tu từ và có khả năng nhận ra các âm điệu tinh tế có thể phát báo hiệu cái sự châm biến và khả năng biểu ngữ và sự châm biến có thể xuất hiện hoặc là không có ở những trẻ. Điều này chỉ có thể đạt được qua trải nghiệm lâu dài và các tình huống giao tiếp ở trong xã hội. Vì vậy, hầu hết là xuất hiện trong những đứa trẻ lớn như là 15, 16 tuổi hoặc là người lớn. Và cũng có rất là nhiều yếu tố mà đứa trẻ cần phải kết nối lại với nhau. Chỉ một yếu tố nào đó thôi cũng có thể giúp chúng hiểu nội dung châm biến. Và các nhà nghiên cứu mới nhất cho rằng sống trong cái môi trường gia đình có thể ảnh hưởng đến nhận thức và khả năng châm biếm ở trẻ nhỏ. Nếu mà cha mẹ hay châm biếm và hay đùa cợt và hay nói mỉa mai thì sự phát triển này sẽ rất là mạnh hơn so với những đứa trẻ. Khoảng 4 tuổi trẻ em bắt đầu hình thành khả năng tiếp thu quan điểm của người khác và nhận ra những gì người nghĩ trong đầu của người khác mà chúng liên tưởng tới. Những nhà nghiên cứu nói rằng là châm biếm trở nên phức tạp vì những đứa trẻ lúc này phải hiểu điều mà đối phương thật sự nghĩ trong đầu và điều họ muốn người khác diễn giải từ lời nói của mình. Đây là một quá trình phân tích hài hước mà trẻ em cần nhiều thời gian để mà hoàn thiện. Nhìn chung trẻ dưới 7 tuổi gặp khó khăn trong việc hình dung ra cũng cùng một lúc có đến hai ý nghĩa và trái, trái ngược nhau trong đầu óc của một ai đó để khi bước vào tuổi tinh trẻ em đã hoàn thiện được các kỹ năng phức tạp này và do đó không có gì ngạc nhiên khi chúng thử nghiệm các kỹ năng này đối với người khác và thích thú để xem việc đó đó là một cái tiêu khiển và cái tác dụng của nó như thế nào thì đây là một trong những cái kỹ năng rất là khó trong cái kỹ năng giao tiếp và trong giao tiếp và trong xã hội và trong cái não bộ của chúng ta dạ vâng cảm ơn chị huyền đưa đến một cái thông tin rất là ý nghĩa trong ngày hôm nay và chúng ta cũng biết là cái sự mà sinh hoạt hàng ngày cái đời sống hàng ngày của các, tất cả các bậc cha mẹ dạ. cũng như là cái sự phát triển trí não của trẻ nhỏ thì nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tất cả con trai, con cái cũng như ừ. con cháu của chúng ta ở trong gia đình nếu mà sống chung với chúng ta à, và cảm ơn chị như huyền kính thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình cà phê sáng cuối tuần ngày chủ nhật ngày hôm nay một lần nữa thì như vậy thái cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi Chúc quý vị có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ. Như Huyên và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào tuần tới.